cụ tổng và chiến dịch đốt lò từ khi mầm non thưởng rời ghế huệ vương cũng tiếp bước cùng hàng loạt quan chức vướng vòng lao lý có thể nói chính trường việt nam đang rung lắc dữ dội công cuộc đốt lò của cụ càng quét sâu rộng thậm chí còn chưa có dấu hiệu dừng lại tuy nhiên có vẻ như củi chỉ cháy chứ thành phẩm thậm chí còn không đạt có thể nói là thất bại khi chỉ giải quyết được phần ngọn mà không nhổ được tận gốc bất chấp những nhận định về sự yếu kém trong khâu tổ chức cán bộ hay mối lo ném chuột vỡ bình, chiếc lò vẫn cháy trước thềm đại hội 14. Tính đến nay, đã có năm ủy viên ban tổ chức dính đòn, trong đó có chủ tiệm nước và chủ tịch quốc hội. Từ tứ trụ nay chỉ còn lại nhị trụ và hiện hai ghế trên vẫn còn đang bỏ trống. Ông Huệ mất chức liên quan đến thuộc cấp Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội do dính dáng đến vụ án tập đoàn Thuận An. Còn ông Trần Tuấn Anh cũng được cho thôi chức đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trưởng ban kinh tế Trung ương theo nguyện vọng cá nhân. Trước ông Võ Văn Thưởng là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Hai phó thủ tướng nói trên là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Hai ông bị miễn nhiệm trong tháng 1 năm 2023. Hai bộ trưởng bị xử lý hình sự là ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cả hai ông đều bị xử lý liên quan đến vụ việc á. Lửa từ lò không ngừng cháy lan rộng ra nhiều tỉnh thành, trong đó có nhiều người thuộc diện trung ương quản lý đã bị xử lý theo nhiều mức độ khác nhau nhẹ thì có kỷ luật về mặt đảng, nặng thì khởi tố hình sự. Mới đây, vụ án thuận an của Nguyễn Duy Hưng đã khiến nhiều quan chức Bắc Giang rớt nụ, trong đó có ông Dương Văn Thái, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và là bí thư tỉnh ủy của tỉnh này. Tại Vĩnh Phúc thì có bà Hoàng Thị Thúy Lan bị khởi tố liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn về tội nhận hối lộ. Ở Lâm Đồng có ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và còn rất nhiều cái tên nổi bật trong một danh sách rất dài các cán bộ bị đưa vào lò. Lò cháy đến đâu và bao giờ? Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy, cụ nói hồi năm 2017 trong một cuộc họp chống tham nhũng. Trong giai đoạn 2012 đến 2022, đã có gần 200.000 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, nhiều người bị xử lý hình sự, theo tạp chí tổ chức nhà nước của Bộ Nội vụ. Con số này nếu tính tới thời điểm hiện nay 2024, chắc hẳn còn cao hơn nữa. Hiệu ứng của chiến dịch này là khoảng 60.000 người từ chức chỉ trong khoảng thời gian 2021 đến 2023, trong khi số cán bộ của khu vực công chỉ có khoảng 2,5 triệu. Như vậy có nghĩa những người còn lại phải trong sạch như tuyết, không chút tỳ vết. Điều này liệu có khả thi? Chưa nói tới việc họ có thực sự liêm chính thì các phe phái trong đảng sẽ luôn tìm ra tỳ vết của nhau, hoặc ít ra cũng tìm ra tỳ vết thuộc cấp của họ, nghĩa là sẽ không có ai trở thành một bông tuyết hoàn toàn trong sạch trong hệ thống. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Việt Nam phải bắt trúng bệnh gốc chứ không phải bắt hết ông nội đến ông kia. Và cốt lõi chính là hệ thống này. Việt Nam phải trở thành một nhà nước phát quyền, nơi điều tra, công tố và tòa án hoạt động động lập với nhau và theo luật chứ không theo chỉ đạo của đảng. Bên cạnh đó cần có các cơ quan giám sát độc lập với đảng. Không chỉ có vậy. Công cuộc đốt lò của ông Trọng đã gây ra một cuộc di cư hàng loạt của công chức trong nỗi lo sợ ngày càng tăng của những người còn lại về việc bị bắt, dẫn đến tình trạng miễn cưỡng thực hiện trách nhiệm của mình trên diện rộng. Hậu quả là làm trầm trọng thêm những thách thức mà bộ máy quan liêu vốn đã quá tải phải đối mặt, biểu hiện ở tình trạng quá tải bệnh viện công, thiếu giáo viên và bác sĩ trầm trọng, chậm trễ phê duyệt dự án và xếp hàng dài để đăng ký phương tiện. Quan trọng nhất, nó đã làm giảm hiệu quả hoạt động của chính phủ vào thời điểm việt nam cần nhất